Rồi ok, tiếp tục mình qua test 2 part 1 5 question. Look and read, choose the correct words and write them on the line. There one example. Đọc ha, nhìn, chọn cái từ đúng và viết chúng ở trên cái đường thẳng, đường kẻ bên phải. Rồi có một cái ví dụ. Thì đầu tiên các bạn sẽ làm gì? Các bạn đọc hết mấy cái ô ở bên tay trái để mình nhớ từ vựng trong đầu. Sau đó mình đọc ở tay phải, mình chọn cho nhanh. Nhiệm vụ mình chỉ còn kiểm tra lại số nhiều số thôi. A net là cái lưới. A shower, tắm vòi sen, cái vòi tắm hoa sen. A balcony, ban công. Roller skates, giày chuột patin. A cafe, quán cà phê. Coat, áo khoác. Scarf, a scarf, khăn choàng. Và a library, thư viện. Rồi ok, mình qua cái ví dụ ha. You go to this place to look at books, a library. Bạn đi đến nơi này để xem mấy quyển sách thì nó là thư viện ha. Number one, when you kick a football into this, you score a goal. Khi mà bạn đá cái trái banh vào trong cái này thì bạn ghi bàn. Vậy nó là cái gì các bạn? Cái lưới ha, đúng không? Ok, number two, you wear this around your neck on cold days. Bạn mang cái này vòng quanh cổ vào cái ngày lạnh thì nó là khăn choàng. Ok, a scarf. Number three, people sit here to have something to eat or drink. Người ta ngồi ở đây để có một cái gì đó để ăn và uống. Thì mình ra quán cà phê ha, mình ngồi ăn uống. Có một số bạn nhầm sẽ chọn cái này là ban công. Ban công thì nếu mà nó không có cái chữ cafe, quán cà phê, thì mình chọn ban công vẫn đúng ha các bạn. Người ta vẫn có thể ngồi đây để ăn và uống, để phơi nắng vân vân. Nhưng do ở trong bài này nó có chữ cafe là quán cà phê, cho nên mình sẽ chọn cafe nó thích hợp hơn. Rồi, you can stand under this and wash your hair. Bạn có thể đứng ở dưới cái này để gội đầu, tắm cho cái tóc của mình ha. Thì nó là gì đó các bạn? Tắm vòi sen ha. Ok, tiếp tục, mình sẽ qua câu số 5. When you put this on your feet, you can move really quickly. Khi mà bạn mang cái này ở trên chân thì bạn có thể di chuyển một cách thật sự rất là nhanh. Bạn mang cái đôi giày trượt patin á, roller skates ha, thì bạn sẽ di chuyển rất là nhanh. Rồi ok, thầy đọc lại cho các bạn ha. You go to this place to look at books, library. When you kick a football into this, you score a goal. Number two, you wear this around your neck on cold days. People sit here to have something to eat or drink. You can stand under this and wash your hair. Number five, when you put this on your feet, you can move really quickly. Okay, xong part 1 ha.